gì chơi? Trời ơi trời, làm bộ make up hả trời? Được quá rồi, thôi quá được rồi. Make up á hả? Trời, đúng rồi, cái hộp đó y. Ừ. Bây giờ con make up cho mẹ hả? Này, từ từ. Rồi, giờ quay cho cô chú coi dây make up mẹ nha. Ừ, trời ơi. Ừ, cha ơi, đẹp gái quá. Ok. Ok, mình gọi cái đó là gì đó? Ngày Halloween. Halloween hả? Làm mẹ Halloween hả? Mẹ đâu thích Halloween đâu, có mình con thích hả? Chơi là tối ngày cứ đè mẹ ra make up, giờ rảnh ở nhà đâu có làm gì đâu cô chú. Make up thôi chứ làm gì vậy? Mở con. Mở Ủa hả? Hồi con. nãy con mở được mà. Đó. Nè Rồi mở đi. Trời, cô cầm mặt, cô cầm cái hộp make up kìa. Ừ. Chậm ở ngoài trước xong rồi mới chậm lên mặt mẹ. Trời, chậm nhẹ nhàng lắm nha. Ừ, coi vậy đó, chậm nhẹ lắm á. Ừ. Chứ không phải là tác tác vô đâu, nhẹ lắm. Ừ. Hay đó. Ôi ôi, đẹp quá. Còn son môi son màu gì? Màu gì? Màu white. Trời ơi trời, nó tính cho tôi làm cái gì ta, tiết nhiệt đới hay làm gì cho màu, màu cái môi màu trắng trời. Ôi trời ơi, mày cảm ơn chay nha, cái vai chay ăn gì mà hôi dữ hả? Vai mới ăn gì á? Trời trời, đánh mắt đánh mắt đẹp quá trời ơi, còn tụi đẹp gái về sờ, đẹp chứ đẹp về sờ rồi bay. Môi mẹ khô quá chơi ơi, đi lấy cái đồ son môi cho mẹ đi chơi, môi mẹ khô quá. Đi cái đồ son môi rồi này, mẹ coi coi đây nè, con quẹt cho mẹ miếng son môi đi. Khoái lắm, thấy cái hộp đó là khoái lắm. Happy. Xạo, thấy cái hộp đó là khoái. Dạ. Khó, khoái lắm. Trời ơi, trời ơi, quẹt gì mà dữ vậy trời ơi, coi nó kìa. Trời ơi, quá nhiều. Nghĩ sao hết trời. Cái gì? Con ăn luôn hả chị? That's nasty. Spit it out. Make up từ sáng cho tới chiều, YouTuber gì mà điệu hành dữ rồi, make up quá đẹp quá, ai chịu cho nổi YouTuber. Hãy YouTuber. Chơi làm gì nữa chơi? Ố ô gì? Ố ô gì? Excuse me. JD, what do you got? Director. Oh, what goes in there? It's a coin. Where's the coin? I know. The coin. That's the coin, yeah. Ooh. Come show everybody. Okay. Okay. What do you got there? Dạ. Có gì á? Ừ. Có money.
Có mân này hả? Đâu mân này? Đâu này mà ra ra. Ờ, mân này đó ra hả? Sao con biết cái đó là mân này? Money. How do you know it's money? How do you know it's money? It's sugar. Hả? It's sugar, daddy. Là cái gì? It's sugar. Sugar là gì? Oh, that almost hurt your foot. Té rồi, ừ. You gotta be careful, honey. Dư ơi, mình dư ơi. Oh, okay. Can you put the coin in there? It's backwards. Goes the other way. Ba-ba-ba. Rồi, nhìn kỹ makeup này, hằng đang lôi tôi makeup biết đi. Makeup cho ba không? Makeup? Ba có cần makeup không? Hay là chỉ mẹ thôi? You want to put some makeup on? On daddy? No, not on daddy. On mommy. Makeup cho mẹ đi. Okay. Okay. Đó, đánh mắt đó. Ê, nói nghe nè, con nhớ là bữa mày quýnh như quẹt quẹt gì ngay chỗ này không? Nè, hồi đó con nhớ cái video mà mày ngồi mà bắt chước út makeup cho mẹ mẹ quẹt 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 ngay chỗ này thành nám đen luôn. Con có biết làm đó không? Con mặt ra kìa. Con biết làm đó không? Con biết không? Chưa nhớ ra cái video đó hả? Nhớ chứ, con nhớ chứ. Mà con thấy con mặt mà con bất mãn về mẹ quá nên con làm bộ thôi. Ôi, đẹp quá. Ồ. Wow. Wow, beautiful. Mẹ cảm ơn cháy. She thought she did something wrong. Wow. Whoa. Ê, bây giờ chơi giày không ta? Bây giờ chơi giày nè. Bây giờ làm một cái video. Lấy cái đồ makeup của Ngọc ra để cho chay makeup Ngọc, thì để coi thử coi cái video này sẽ như thế nào. Có lý á. Mọi người thấy làm sao? Cuối cùng mọi người để cho con gái 2 nồi rưỡi, gần 2 nồi rưỡi bánh chưng ngồi đây hả, makeup cho mẹ. Wow, mày có lý á. Thì đợi bây giờ quay xong mấy cái video clip này của chay. Oh yeah. Oh yeah. Oh, are you okay, mommy? Nó làm mạnh quá. Baby, okay. I'm thinking about the video I'm gonna give JD my real makeup and she's gonna make up my face. Yeah, I was thinking that. I walked into the bathroom, I'm like, this is the perfect place to make that kind of, you know, type of video. Where no, but gotta be a table and yeah. Can be here. Oh, just right here? Okay. Okay. Sao? Trời ơi, Jay chắc Jay phái cái lắm. Mà trước khi mà make up mẹ là Jay phải mắc Jay trước đã. Jay mà thấy đồ đó là có lý lắm luôn á. Chứ giờ 20 con nhà làm gì? Đúng không trai? Yeah. Đúng không? Bây giờ con mình nó có niềm đam mê thì mình phải cho nó có thỏa mãn cái niềm đam mê. Ui trời ơi. Thương quá trời, thương cái con gái đổ của tôi luôn á. Con gái. Thương con gái của trời luôn đó. Con gái ơi. Trời ơi, thương má. Ôi trời ơi. Mà con có thương mẹ không? Có thương mẹ không? Trời ơi, cầu. Trước khi makeup phải nhìn vô cái cao rau cô chú á. Còn có cái mặt muốn quýnh dễ sợ, mặt muốn quýnh gì. Ui chào ơi. Đẹp không mẹ, đẹp không? À, để lại quay xong cái video clip này cho cô chú bên kênh Chase Sky thôi. Rồi đi rồi, vô mày thay đồ cho chay. Cái mày vô mày thay đồ mẹ. Cái bắt đầu hai mẹ con mình làm cái video bên kênh Hoya Family cuộc sống Mỹ. Có lý á. Để coi chay với mẹ ai mới cấp đẹp hơn. Ok. Ôi trời ơi, nữa. Có cái hộp đó, hình như cái hộp đó là hộp thần kỳ hay sao đó. Cái gì cũng đều xài được cái hộp đó. Mắt, mũi, miệng, đồ mặt rồi này kia xài hết. Ui chào ơi. Làm gì vậy? Ai làm tóc quá hả? Trời, giờ qua tới tóc rồi. Chơi hôn mẹ một cái đi chơi. Hôn mẹ miếng. Ô trời. Bá mày. Gì vậy trời. Xong rồi hả? Trời ơi, mấy cấp xong rồi lại hôn kêu hôn cái mấy bà. Trời ơi, coi chơi này. Có ai chịu đời nổi với nó không? Chịu đời nổi với nó không? Rồi, con thấy ghê ghê hả? Ui trời ơi, ghê ghê sợ quá. Đúng.
trốn. Ừ, trốn ở đâu? Giờ trốn đâu đâu? Không chui. Chui, chui vô đây trốn coi khôn dễ sao không? Xin đá đi quay video cô chú mà trốn kiểu gì cho chỗ kỳ lạ quá. Nè mẹ. Chắc cô xếp bằng này, ngồi xếp bằng cho muốn quýnh dễ quýnh không? Nhìn vô video cho cô chú coi coi. Trời ơi, con này ngồi xếp bằng kìa. Trời ơi, cái tướng nhìn muốn quýnh dễ sợ thì cái chứ. Ok. Ok. Cô chú mà gặp chị ở ngoài cưng lắm cô chú ơi, nhỏ xíu con à, có chút xí à, ai gặp ở ngoài cũng hả, cũng bỡ ngỡ bàng hoàng hết. Nói, ủa sao trong video bự dữ mà nó ra ngoài y như con chuột nhắt kìa. Nó ra ngoài nó đúng là danh nghĩa là đúng là hạt tiêu đánh đá luôn đó. Con bả kìa. Con ngồi make up kêu bả kìa được không? Chịu đời sao thấu trời. I could pretend that I didn't need you. Every touch is here. Nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè, nó nghe nè. Thank you mẹ. Neo. Gì? À, bây giờ xích tay ở đây, bây giờ tới làm neo luôn rồi. Trời ơi, có được không? Bây giờ là tới làm neo luôn. Có một cái hộp này công nhận nó thần kỳ ghê á. Mắt, mũi, miệng, tay, chân gì nó sơn hết. Làm được hết luôn, màu gì á? Màu yellow. Màu yellow luôn, trời đất ơi, làm cho mẹ màu màu vàng luôn, dữ chưa? Ok. Nắm cho bóng chân luôn, bóng chân luôn, chân bóng chân luôn. Lẹ đi, mỗi chân quá. Lẹ đi, mỗi chân quá. Trời ơi, mới được 3 ngón à. Lẹ đi, ngón thứ 4, ngón thứ 5, rồi, xong. Cảm ơn chay. Chân màu gì á? Chứ màu pink, màu hồng mà. Dạ. Gì nữa? Người này làm gì? Này. Này là làm gì? Cái gì vậy? Này. Dạ, làm gì? Ừ, cái hộp này dữ thiệt, công nhận. Công nhận cái hộp này ghê thiệt. Kiến hả? Cái gì con? Coi kiến. À, coi kiến. Trời ơi, nó làm đã, nó kêu nó lấy lại là được coi kiến. Còn à, trời, sao chịu không nổi với nó rồi. Sao nó biết, sao nó ngồi nó diễn dữ vậy trời. Ok. Ok không? Đẹp không? Đây mày mượn mày coi coi đẹp không? Này có cái kiến đi, có cái kiến gì cho mày đâu, mày đã làm bộ nó đó. Oh, wow, mẹ cảm ơn cháy. Hai mẹ con ở nhà ghét khùng hết rồi đây ha. Bye bye. Bye bye, nhiêu tiền á, nhiêu tiền? Nhiêu tiền á? Hồi nãy giờ làm tay, làm chân, làm mắt, làm mũi rồi. Đưa đây money, nhưng mà biết rồi bao nhiêu tiền? 3 tiền gì? 3 tiền phải không? Mấy tuổi rồi đi làm đây? 5 tuổi. Mấy tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi mà sao ở nhà không ở nhà ba mẹ nuôi đi làm? À, 3 tuổi. Hả? Sao ở nhà không ba mẹ không có nuôi mày phải đi làm rồi cực khổ vậy? Phải đi làm nail, làm tóc rồi mới cấp được. Hả? Chắc ba mẹ thấy già quá ba mẹ đẩy đi làm. Nữa make up kìa. Gì? Nữa make up. Ừ, nữa make up nữa đi. Nè, nó nghe nè, ở nhà có anh chị em gì không? Ở nhà có mấy đứa anh chị em gì không? Hỏi thăm ấy, nói chuyện ấy, make up rồi mình phải nói chuyện, trò chuyện với khách hàng chứ, im lặng vậy. Tập trung chuyên môn vậy. Ở nhà có anh chị em gì không? Hả? À, nhà uống mấy bình sữa rồi ba mẹ bắt làm gì được. Bó tay cô chú, bó tay với mẹ con chay luôn, quá đẹp rồi. Thôi quá dữ rồi, trời ơi, càng làm càng ngày càng chuyên nghiệp. Rồi mẹ giống Halloween chưa? Rồi bây giờ chia tay với cô chú qua video clip này được chưa? Không, nhưng mà cô chú thích coi video chay cô chú nó quay dài dài một chút. Cô chú nói chị ơi, chị quay video clip bên chay dài dài một chút. Trời ơi, giờ tới chảy đầu luôn à. Chảy mà chảy từ trên ở trên chảy xuống đất luôn đó. Đó. Đó, chảy đó. Trời ơi, đẹp quá. Mẹ giống công chúa chưa? Ôi trời, để cái kiến lên cho mẹ coi đó. Trời ơi, trời ơi, rồi rồi, rồi thấy rồi, đẹp quá. Bye bye. Bye bye, nhiêu tiền á? 5 tiền. 5 tiền, ok, tiền nè. Rồi, sách về đi mua sữa uống nha. Cho gửi lời thăm ba mẹ không gì đó, nhau mẹ tên gì á, tên gì đó, con Ngọc thôi à, gì đó, cho gửi lời thăm mẹ. Đi ba gì? Hả? Đi ba. Đi ba chị? Ba. Rồi, nó đi đâu rồi? Gì, giờ làm gì nữa? Rồi giờ con coi, tới con make up con đi, rồi tới con tự make up con đi, mày quay cho cô chú coi.
không thèm make up đâu này. Con ghiền make up một cách khủng khiếp. Ai nhỉ? Này. Ai biết ai? Tự nhiên hỏi ai, ai biết? À, cái này là cái hình của cái huy chương thôi. Trời ơi, đẹp gái quá đi thôi. Trời 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 trời. Chạy đầu đó, đó, chạy đầu đó. Ok. Ok, đẹp chưa? Nhiêu tiền á? Nhiêu tiền? Nó nghe nè, học mấy cấp lâu chưa? Money. Money đây. Học mấy cấp lâu chưa? Học từ hồi bao nhiêu tuổi tới giờ? Làm được, làm nghề được mấy năm rồi? Hả? Làm nghề được mấy năm rồi? Ở nhà, ở nhà từ lúc mà học mấy cấp lấy ai ra làm thử nghiệm vậy? Trời ơi, coi kìa. Chịu không nổi. Cô chú tưởng tượng đi. Bây giờ mà một chút nữa mà đưa cho nó nguyên một cái bộ cái gì đó, cái bộ gì qua này, đồ trang điểm á. Xem rồi. Là nó là nó chung với nó quốc thì thôi luôn á. Đây nè, mày nghĩ con nên ngồi trên ghế hợp lý hơn á. Con lên leo lên ghế ngồi luôn. Đúng rồi, con thấy mẹ nói đúng không? Mẹ là mẹ, cái gì mày cũng nói đúng chứ không bao giờ mẹ nói sai hết á. Sợ quá. Sợ quá hả? Sợ thôi, ngồi im vị trí cũ đi. Chó. Hả? Chó. Chó đâu? Chó cần gì? Chó đâu? Chó ngoài kia đi về rồi. Ồ, chó ngoài kia mà đi về rồi hả? À. Nó nói chỉ con Ngọc mới hiểu thôi. Chị. Ê, nó nghe nè, kiểm tra đôi bông cô còn hả mất? Nè con nè. Ờ à, nè con nè. À. Ai mất bông quá đó. Giờ kêu nè con nè, được tự tin lắm. Ừ. Nhà dư giả quá, đeo vàng quá trời luôn quá trời ạ. Nhà dư giả ghê luôn, đeo từ mình cho tới cái chân kìa, coi đó thấy chưa? Không thiếu gì hết. Có một cái của nhà Ngọc đó là người miền Tây á, không biết có phải là do người miền Tây không mà nhà Ngọc rất là thích đeo vàng. Mẹ cũng thích đeo vàng, ba cũng thích đeo vàng, không mình nên bảo không thích đeo vàng. Ngày xưa Ngọc nói thì với bạn mà bằng tuổi con trai hả, mẹ là Ngọc đeo cho Ngọc lần 5 chiếc nhẫn. Lúc nào cũng vậy, chút nào trên tay cũng 5 chiếc nhẫn hết đó. Nên là bây giờ đó, bà ngoại hả, cho Vincent cũng đóng đeo nhiều, cho chay với lại ba chay đồ đeo vàng dữ lắm. Ừ. Nó sơn móng chân, giờ tới tiết mục sơn móng chân. Mà ăn nít đeo vàng thấy cũng thấy thương. Ừ. Trời, mà chay đeo vàng từ lúc mà mấy tháng tuổi tới giờ luôn chứ không phải giỡn đâu. Xem rồi. Gì nữa, giờ làm gì nữa? Gì vậy? Wow, đẹp quá. Ui trời, móng chân đẹp quá. Con này nó xạo dễ sợ, đúng diễn ghê luôn á. Nó làm như thiệt vậy đó. Màu gì á? Móng tay móng chân màu gì á? Trời, móng tay làm mà người lấy tay đồ để xa xa ra sợ dính tay ướt khô rồi này kia. Trời, chân nữa kìa. Ôi ôi đẹp quá. Rồi xong, bây giờ sẵn sàng chưa? Nãy giờ nhiêu đây là cô chú thấy đã. Giờ bây giờ cô chú mà rảnh rỗi đó là cô chú để coi cái video này đã đăng. Nếu mà tiện thì đăng video này xong rồi ngày mai đi, ngày mai đăng luôn video chay make up mẹ đi cho nó khác lạ một chút. Ha, bây giờ mà cô chú mà soi coi dứt xong cái video này đó là chiều nay nha, 4 giờ chiều nay. Hẹn cô chú bên kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ để coi chay make up mẹ như thế nào. Thank you mẹ. You're welcome con. Hai cô chú ha. Rồi bây giờ đi vô thay đồ nè. Bây giờ thay vô thay đồ chuẩn bị mẹ con mình làm video tiếp theo cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ nè. Cô chú thích cái video này một like nha cô chú nha. Bấm đăng ký. Rồi xin cảm ơn tất cả các cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay của chay một ngày làm điệu cùng em bé chay của mẹ em ơi. Chúc cô chú có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại cô chú vào video clip chiều nay 4 giờ chiều trên kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ để xem chay chỗ tài make up mặt mẹ ra sẽ như thế nào nha. Chào tạm biệt tất cả các cô chú. Bye.
Bye bye. Kim ơi. Không, bye bye cô chú đi. Mẹ ngồi đây. Nhưng mà bây giờ con bye bye cô chú. Ngồi đâu? Ngồi bên kia. À, mẹ ngồi bên kia. Trời ơi, nó rầm 8 câu không? Xích vô. À, xích vô, xích vô, xích vô, rồi xích vô. Xích vô. Giỏi quá. Giỏi quá. Ừ, làm như tôi như con đó vậy đó. Rồi bây giờ chào cô chú nè. Hết ngày hết giờ rồi. Bây giờ là 4 giờ chiều rồi chay. Tranh thủ rồi làm xong video tới rồi kia tới 5 giờ này kia rồi mẹ edit rồi đăng lên cho cô chú là kịp rồi đó. Ok. Quyết định, quyết không? Quyết định làm video này không? No. Gì không anh? Chơi không? Không. Chơi không? Không ơi, chơi. Chơi, chơi, chơi make up không? Bây giờ mày lấy đồ make up cho chay chơi nha. Nha. Yeah. Chơi không? Chơi. Bồi chào tạm biệt cô chú đi. Bye bye. Bye bye cô chú. Bye bye. Không cô chú miếng.